Anh Linh ơi, hiện tại là em chạy quảng cáo giá rất là cao và nó không bán được hàng. Và thậm chí có rất là nhiều người chúng ta đã nói với Linh rằng là hiện tại là Facebook đang bị giảm tương tác, bị bóp rít là kinh khủng. Nhưng thực tế một cái điều mà chúng ta đã nhìn thấy đó là trong năm vừa rồi Linh doanh số đã tăng trưởng lên gấp 3 lần so với trước đây. Và lợi nhuận của Linh cũng đã tăng trưởng lên rất là nhiều lần so với trước đây. Và đặc biệt và với Facebook và TikTok và YouTube của Linh thì vẫn liên tục tăng trưởng. Đặc biệt là với kênh fanpage của Linh, chỉ trong vòng 6 tháng Linh đã đạt từ con số 0 cho đến trên con số hơn 900.000 lượt follow. Và đến bây giờ là gần đạt 1 triệu lượt follow chỉ trong vòng chưa đầy là vòng 6 tháng. Và bên cạnh đó thì kênh TikTok của Linh đã có 3,7 triệu lượt follower. Và bên cạnh đó thì có kênh YouTube cũng hơn 100.000 lượt follower chỉ trong vòng là 2 tháng. Vậy thì làm thế nào để mà mình có thể phát triển được cái mạng xã hội của mình nó phát triển một cách vượt bậc như vậy? Và gần đây nhất đó là Linh đã hỗ trợ cho kênh của vợ Linh đã có được đó là 2,9 triệu lượt follow chỉ trong vòng là 2 tháng. Vậy thì làm thế nào để mình làm được cái điều đó? Làm thế nào để mình có được những kịch bản có hàng triệu lượt xem, hàng triệu lượt follower? Và cái điều này mình không làm chỉ có dừng lại ở mình với vợ mình mà còn đó là đội ngũ của mình. Ví dụ như kênh của bạn Phương Mai đã hơn đó là 2 triệu lượt follower, bạn Hoài Vân cũng hơn 1 triệu lượt follower và bạn Hương Lê cũng hơn 1 triệu lượt follower. Vậy thì làm thế nào để mà mình có thể giúp cho mình và cùng với đội ngũ của mình là hiện tại là hơn 10 cái kênh như vậy có hàng triệu cái lượt follower và có rất là nhiều cái video hàng triệu lượt xem. Lên đến 80-90% số lượng cái video đạt trên 1 triệu lượt xem và rất nhiều cái video vượt con số đó là 10 triệu lượt xem. Vậy thì làm thế nào để mà mình có thể có được cái điều đó thì mình đã tạo ra một cái chương trình đó là thử thách kiến tạo ra kịch bản hàng triệu lượt xem, hàng triệu lượt view và hàng triệu lượt follower ở trên mạng xã hội. Và trong chương trình này thì ở cái ngày đầu tiên mình sẽ chia sẻ chúng ta về cái lý do tại vì sao chúng ta cần phải xây dựng cho mình một cái thương hiệu cá nhân ở trên mạng xã hội. Và làm thế nào và tại sao chúng ta cần phải có được những cái kênh có hàng triệu lượt view, hàng triệu lượt follower. Và cái buổi ngày thứ hai của chương trình Linh sẽ chia sẻ chúng ta về cái cách mà chúng ta chọn chủ đề đòn bẩy để chúng ta khi mà tung cái kênh của chúng ta ra thì chúng ta tạo ra một cái cú hích, tạo ra một cái sức bật và chúng ta lan tỏa và gây chấn động trên cái mạng xã hội. Và ở ngày thứ ba của chương trình chúng ta sẽ học cái cách để chúng ta tạo ra những cái ý tưởng để có hàng triệu lượt xem. Bởi vì khi mà chúng ta đã có chủ đề rồi thì đặc biệt chúng ta quan trọng đó chúng ta phải có được cái ý tưởng để chúng ta đánh vào cái đúng đối tượng và chúng ta thúc đẩy khán giả người ta xem và làm cho người ta tò mò, người ta cuốn hút vào cái câu chuyện của chúng ta. Và khi chúng ta đã có được những ý tưởng rồi thì điều cực kỳ quan trọng đó chúng ta phải làm được thành một cái bố cục, một kịch bản từ đầu đến cuối để cuốn hút người xem, làm cho khách hàng thích thú, bị cuốn hút và người ta coi từ đầu đến cuối, sau đó người ta chia sẻ, người ta lan truyền đến cho hàng triệu người ở trên internet. Và điều đặc biệt ở chương trình này đó là chúng ta sẽ học cách biến những cái lượt xem, lượt view thành tiền. Tức là khi mà chúng ta đã xây dựng cái kênh của chúng ta có hàng triệu lượt xem, hàng triệu lượt follow rồi thì một điều cực kỳ quan trọng đó là làm thế nào để chúng ta biến lượt xem, biến lượt view đó thành tiền như thế nào, thì đó là ở cái ngày thứ 5 của cái chương trình. Và vì vậy để chúng ta sở hữu cái tấm vé, chúng ta đăng ký chương trình này, chúng ta hãy click vào đường link bên dưới và chúng ta hoàn thành và chúng ta đăng ký và chúng ta chuyển khoản ngay để chúng ta sở hữu cái tấm vé này. Bởi vì chương trình chỉ có tối đa đó là 1.000 người. Vì vậy chúng ta cần phải đăng ký và chúng ta chuyển khoản ngay trước khi mà số lượng vé của chúng ta đã hết. Và chúng ta hãy nhớ kể cả khi mà chúng ta chưa biết cách làm kịch bản, chúng ta chưa biết cách làm video trước đây thì chúng ta hoàn toàn có thể đăng ký để chúng ta tham dự và chúng ta có thể bắt đầu để chúng ta thực hành và chúng ta tạo cho mình những kịch bản, những cái kênh mà để chúng ta có hàng triệu lượt xem, hàng triệu lượt follower ở trên mạng xã hội, ở trên Facebook, YouTube và TikTok. Và xin chào và hẹn gặp lại tất cả chúng ta ở chương trình sắp tới.